đi về kêu con gái coi. Ensu ơi, Ensu ơi, Ensu à, mẹ về nè. Cái này là cái gì mà mới về không thưa mẹ, không mừng mẹ mà thấy cái này? Con xin cho mẹ nha. Vậy hả? Mẹ mua đồ chơi cho con nè. Con này con gì? Con biết con này luôn. Giỏi vậy ta. Con la bu bu này màu gì đây? Màu hồng. Rồi. Mẹ mua cho con á, con mừng không? Dạ mừng. Hả? Hả? Ồ, nãy mẹ mở cho mày coi lông nó đẹp hơn đó. Hả? Sao con biết con này là con này con gì? Sao con biết? Con nói với tay là con. Mà sao con biết con này là con la bu bu kìa mẹ, là nói mẹ nghe ra sao con biết con này là la bu bu? Nói cho cô chú nghe kìa. Sao con coi đâu mà con biết con này là la bu bu? Con nhắn chung hỏi ba con á. Rồi ba con coi hả? Ba hỏi ba. Nó nhắc chị rồi. Vậy đó hả? Dạ con thích hơn cái này màu gì đây? Hồng. Dạ hả? Con thích hơn? Dạ. Rồi con cảm ơn mẹ chưa? Dạ con cảm ơn mẹ. Rồi tay ông khoanh lại. Rồi khoanh tay lại cảm ơn đàng hoàng. Con có thương mẹ không? Dạ thương. Mẹ đi mấy ngày con có nhớ mẹ không? Dạ nhớ. Nhớ mẹ sao? Mẹ không kẹo cho con không? Mẹ không kẹo mút chứ. Có, chúc mẹ đưa. Giờ mẹ đưa con cái la bu bu trước đi, rồi kẹo chúc mẹ đưa sao? Ăn kẹo nhiều là sẽ bị gì? Chờ gặm. À, vậy sao con lại kẹo hoài vậy? Kẹo mút cục à. À, quay ra đây nè. Giờ bây giờ là ở nhà chị con có đánh không? Không. Chị con có la con không? Dạ có. Con làm gì mà chị con la con? Con cắn hôm mai hả? Hôm mai ở đâu mà con lấy con cắn? Con mai mới nhận nhá. Rồi con có thương chị con không? Không. Chị con giữ con mà sao con thương? Con. Chị con không có thương con hả? Con ngủ con mà con thương con luôn. Con không có ơn con hả? Kỳ vậy ta. Con thương chị Bon trước đi, rồi chị Bon thương con. Không. Vậy con bà ngoại có la con không? Dạ không. Con có thương bà ngoại không? Dạ không. Vậy chứ con thương ai? Con thương mẹ ba. Con thương mẹ ba thôi hả? Vậy rồi ba với mẹ con thương ai nhiều không? Con thương ai cha. Rắc rồi. Thương ba với mẹ ai thương nhiều hơn? Con thương mẹ ba. Con mẹ với ba luôn. Rồi tối này con ngủ dài vậy? Con ngủ với mẹ ba. Hồi hôm nè, hôm ba mẹ có nhà con ngủ dài. Con ngủ với mẹ nha. Con ngủ với ngoại. Với mẹ hả? Ôi trời ơi. Trời ơi. Con không ngủ mẹ ba mà nãy con kêu ngủ. Con kêu ngủ với ba mẹ. Vậy đó hả? Trời ơi. Rồi cái con này nó chơi sao mẹ không biết nè, ơi té. Chơi sao? Con này chơi sao? Chơi bẻ cái đầu nó. Để cái đầu nó là nó chết làm sao? Nó cứng rồi. Nó bắt keo. Vậy nó có mang keo hả? Rồi. Rồi cái con cái miệng nó rộng dữ vậy ta? Cái này con có chỉ cần nổi xíu thì xíu à. Có cái răng không? Đâu răng ở đâu? Mẹ không thấy. À, vậy đó hả? Rồi cái mũi nó đâu? Nha. Mũi nó màu gì vậy? Màu đỏ. Rồi con mắt nó đâu? Nè, nè. Nè hả, cái lỗ tai nó đâu? Không biết. Hả? Nè. Con trai con thỏ nè. Con thỏ lỗ tai màu gì vậy? Màu hồng. Vậy hả? Màu trắng. Rồi cái chân nó đâu? Rồi cái chân nó đâu? Nè. À, chân nó màu gì vậy? Màu trắng. À, rồi cái mình nó đâu? Nè. Mình nó màu gì? Màu hồng. Hay quá ta. Giỏi quá ta. Hát luôn. Một con vịt luôn. Thôi. Hát cho mẹ nghe coi, nhớ quá à. Hát mẹ nghe coi. Thôi mẹ ơi, đi với con, chỉ con gái con vịt. Vịt. Hả? À, hát con vịt đúng không? Thôi, đi với con gái con vịt. Lấy con vịt ở đâu?